Dạ rồi, cho em xin chào mọi người đang xem trên kênh của chú Tiểu Hoa Viên 798 dạ. Thì tối nay, phi nay là ngày 15 tháng 4 2024, thì cho em xin chúc cả nhà có một buổi tối thật là ngủ ngon dạ. Thì sẵn đi kiểm tra vào buổi tối nè, em sẽ quay một vòng cho cả nhà luôn ở khu ở phía trước của khách sạn Hoa Viên và văn phòng điều hành của Hoa Viên. Rồi sau đó thì em sẽ ghé trên đường nghệ sĩ, đi ngang đường nghệ sĩ và ghé sẵn ghé thắp hương dùm cho tất cả cô chú anh chị nào đã gửi chú Tiểu Hoa Viên thắp hương dùm cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha. Mấy đêm nay nó đúng, đêm nào cũng gió hết nhưng mà không có mưa, vẫn trời nắng. Đúng rồi. Ở đây là cây cầu bắc qua bên hồ Phỉ Long. Nói ạ. Và cái đường cầu Phỉ Long bên kia dẫn ra ngay cổng chính. Rồi và đối diện bên đây á là văn phòng điều hành của Hoa Viên Nghệ Trang Bình Dương. Đó, và khu ở đây á là khu ngồi nghỉ mát cho khách nè. Ở đây buổi trưa có máy phun sương này nọ các kiểu hết vậy. Sẵn đi từng kiểm tra em quay một vòng ở đây luôn nè. Rồi xong mời cô chú anh chị theo kiểu Hoa Viên qua phía bên mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha. Đó, cái đèn này bữa nay nãy hết pin nè. Điền dòng dội dội hết pin nè. Nên quay không. Rồi mời cả nhà theo chị Tiểu Hoa Viên nha. Đồ vẫn còn để vậy này, vẫn còn đóng trên nền trên xe vậy. Buổi tối khuya, nói chung là từ giấc chiều là dòng khu vực ở đây là đã vắng rồi. Rồi mình sẽ đi qua phía bên mỏ nha. Đây là hướng của Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Quay hướng đứng quay mặt ra phía trước cổng của chính của Hoa Viên. Ở trên đây là đồi Si Tư hết vậy. Thì kế tiếp trên đây là đền Trần. Thì đền Trần trên những cái video em đều có chia sẻ cho cả nhà đó. Thì đền Trần tức là khi mà người thân được đưa vào đây để an nghỉ thì sẽ ghé đền trình và trình với ông Hoàng, là cũng như là có hương linh mới được an nghỉ ở nơi đây. Đó, đây là cái trụ đèn và đây là chú rồng 2024. Dạ rồi, thì cũng như mọi khi thì em sẽ cố gắng sắp xếp cái thời gian để phát trực tiếp cho cả nhà mình được niệm và thắp hương trực tiếp cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ngoài ra thì em sẽ cập nhật những thông tin mới nhất. Nói chung là khi mà xác nhận thông tin chính xác thì em sẽ cập nhật và quay cho cả nhà mình được biết nha. Đặc biệt là những anh chị ở xa chưa có dịp đến viếng thì cứ comment bình luận trên những cái video mới nhất của chú Tiểu Hoa Viên 798 đi hả dạ. Em thả tim, tức là em đã đọc được cái bình luận của anh chị rồi nên cứ yên tâm. Thì em ở trong đây 24/24, mỗi khi đi tuần và đi kiểm tra thì cũng rất là tiện để thắp hương dùm cho cô chú anh chị mình ở xa dạ. Nên mọi người đừng có ngại nha. Và thì sẵn đây thì em cũng thông báo là em xài chỉ duy nhất hai kênh và đăng những cái video trên duy nhất hai kênh. Kênh thứ nhất là kênh chú Tiểu Hoa Viên 798 và kênh thứ hai là kênh chú Tiểu 798. Và chỉ duy nhất hai kênh này mỗi cái video thôi. Đuôi 798 tức là đuôi số điện thoại của chú Tiểu Hoa Viên và của em. Ngoài ra tất cả những kênh khác là không phải hết vậy. Thì hai kênh này em đều có liên kết nhau trên mỗi cái tiêu đề của video đó. Mình thấy cái hàng chữ màu xanh đó, cái tiêu đề của cái video đó, có hàng chữ màu xanh đó là cái đường link của kênh đó dạ. Và đặc biệt là những trên những cái trang cái từ miêu tả nè, phần giới thiệu nè, em đều có liên kết tất cả TikTok và YouTube với nhau đó. Đôi khi những anh chị xem những bên đâu á em cũng không rõ, đôi khi là nói chung là hiểu lầm á. Nó thì sẵn đây thì em sẽ thông báo và chia sẻ cho cả nhà luôn. Nó cái đèn ở đây chưa có mở này. Tối chưa có mở nên thấy tối, thì sẵn đây để em xuống mở luôn. Nó cái dãy bên tay phải thì nó sáng, dãy bên tay trái nó bị tối này. Đó, mở xong thì em sẽ vô phía trong và quay sẵn đó thì sẽ thắp hương giùm cho cả nhà mình luôn nha. Đem xuống đó mở cái.
chưa có nhận thông báo bên đây nữa, giờ nên em cũng chưa có rõ chính xác đó, nên em không dám nói. Khi nào những thông tin gì mà em chính xác thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình nhé. Dạ. Những cái kim tỉnh mới nói chung cũng hạn chế lại đó, những kim tỉnh mới này, kim tỉnh mới hạn chế lại đó là vì sao cả nhà mình biết không dạ? Nếu cả nhà mình xem kênh của chú Tiểu Hoa Viên 798 từ lúc đầu thì tất nhiên sẽ biết như thế nào hả dạ. Đó. Cũng gần mộ của trên đường nghệ sĩ ưu tú, trên đường ưu tiên cho những người nghệ sĩ và những người nổi tiếng hả dạ. Đó. Rồi mình vô phía trong hả dạ. Cái đèn tại vì chuẩn bị sắp tới ngày giỗ tổ của Hùng Vương rồi nên anh em cũng túc trực thường xuyên hết rồi. Không có đèn nên nhờ những cái đèn này đi hết rồi. Buổi tối nhà mình thấy rất là lấp lánh, chỉ như một ngôi mộ duy nhất ở đây thôi. Đêm nay là có trăng hết vậy, đêm nay trăng tròn ấy chưa đâu, nó ánh trăng nè. Bữa nay mới có mùng 7 à, phía nay mới mùng 7 à, trăng khuyết chứ. Nhang cũng hết rồi, buổi tối gió nên mấy cái nến xung quanh nó tắt hết. Kim tỉnh tức là những ngôi nhà mới. Hết nhang rồi. Để em quay một vòng xong em sẽ thắp hương giùm cho cả nhà mình luôn nha. Nhang cũng mới vừa hết. Dạ rồi thì chú Tiểu Hoa Viên 798 thì sẽ thắp hương giùm cho tất cả cô chú anh chị ở xa trong và ngoài nước mà chưa có dịp đến viếng mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, có gửi chú Tiểu Hoa Viên thắp hương, chú Tiểu Hoa Viên 798 thắp hương dùm cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hết vậy.
Rồi, cho em xin chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là ngủ ngon và hẹn cả nhà mình lại video tiếp theo của chú Tiểu Hoa Viên nha. Em cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ đến kênh của chú Tiểu Hoa Viên 798 nha. Và chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là ngủ ngon nha.